Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật. Mở đầu là thông tin về vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng khiến 3 người tử vong xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Thu Thủy có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy xảy ra vào 2 giờ 07 phút tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đám cháy xảy ra tại một hiện trường là ngôi nhà kết hợp kinh doanh liền kề bán xe mô tô và xe đạp điện. Vụ cháy xảy ra tại hộ nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để tiến hành công tác chữa cháy. Tuy nhiên, do nhà xây dựng dạng cấp 4, ba mặt tiếp giáp với nhà xung quanh xây gạch, vì kèo mái tôn, mặt trước bố trí cửa cuốn, trong nhà có nhiều phương tiện nên việc cháy lan nhanh. Tối qua mình đang ngủ thì thấy mọi người hò hét gọi nhau là có cháy thì mình ra, cháy đang cháy rồi, cháy cao to lắm rồi. Thì lúc đấy là cháy lan sang nhà bên này rồi. Nhà bên đấy là bán hàng thì nhà cũng có đồ dễ cháy, ắc quy các kiểu. Mà sạc có khả năng, không biết có khả năng sạc điện không hay không để qua đêm ấy. Chắc còn đồ 7-8 xe cứu hỏa về thì chắc phá cửa các thứ rồi đi các nhà bên rồi kiếm nối vào ấy, nhưng mà chắc nửa cháy to như thế thì chắc bên nhà này thì một lúc sau thì mới phá cửa mới vào dập được, các cán bộ thì cũng hết sức rồi. Thì trường hợp này thì là người dân ở nơi khác, ở xã lân cận lên thuê để kết hợp vừa sản xuất vừa kinh doanh. Đấy, thì trong cái quá trình triển khai thực hiện thì các cái công tác quản lý thì đối với hộ gia đình này thì qua cái hợp đồng người ta mới thuê nhà từ tháng 10 năm 2022. Đấy, thì đối với việc tổ chức thực hiện thì cũng đã có cái đôn đốc nhắc nhở đối với hộ gia đình về cam kết cái công tác phòng cháy chữa cháy. Về lối thoát nạn thì cơ bản là đối với phía đằng sau thì vẫn còn vị trí, nhưng mà hộ gia đình vẫn chưa để lối thoát nạn và vẫn để cái cửa sổ. Thì cửa sổ thì nó có cái chăn sóc, cho nên là lúc có sự cố xảy ra là người không kịp thoát. Sau khoảng hơn 1 tiếng, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan. Đám cháy đã khiến 3 người trong gia đình tử vong, nhiều tài sản như xe đạp, xe máy điện cùng đồ dùng gia đình bị thiêu rụi. Quá là bất ngờ và bàng hoàng với lại tất cả những người dân xung quanh đây. Thực ra tôi thì cũng ở trong xóm trong, thì là không biết, nhưng mà thực ra là đúng là thương tâm, quá thương tâm luôn. Vì là vợ chồng nhà cháu nó rất là ngoan và ở đây ai cũng thật lòng, thì cũng không thoát, không có chỗ thoát hiểm. Cháy nổ, chả biết phòng cháy chữa cháy có không, nhưng mà tôi đề nghị cơ quan chức năng và nhà nước là đề nghị các nhà là buôn bán là phải có phòng cháy chữa cháy để ngăn chặn, không có thì dân này có quá thương tâm cái vụ này. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông lật xe ô tô khách tại đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C khiến 4 du khách người Trung Quốc tử vong, 9 người bị thương. Vào sáng ngày hôm nay, đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và đại diện lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi động viên nạn nhân trong vụ tai nạn. Và cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khánh Vĩnh, lời khai ban đầu của tài xế Hồ Ngọc Hưng cho biết nguyên nhân xe khách bị lật là do mất phanh trên chặng đường hơn 3 km khi đang xuống dốc. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách có 24 người, trong đó có một tài xế, 2 hướng dẫn viên người Việt và 21 du khách người Trung Quốc. 4 người tử vong trong vụ tai nạn được xác định đều là du khách quốc tịch Trung Quốc. Hiện công an huyện Khánh Vĩnh cũng đã tạm giữ xe khách để trưng cầu giám định an toàn kỹ thuật. Kết quả test nhanh, tài xế xe khách không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Thời hạn kiểm định an toàn xe khách còn hiệu lực đến ngày 27 tháng 7. Trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy, thời điểm cuối cùng, lúc 14 giờ 47 phút chiều ngày 18 tháng 7, xe khách nêu trên vận hành với tốc độ là 45 km/h tại đoạn đường cho phép tốc độ tối đa là 50 km/h. Như truyền hình Công an Nhân dân đã đưa tin, đoàn du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 7 và đi thành phố Đà Lạt trong ngày. Đến khoảng 15 giờ 20 phút chiều ngày 18 tháng 7 thì xảy ra tai nạn khi đang từ Đà Lạt xuống Nha Trang. Đã tìm thấy thi thể thiếu nữ 17 tuổi sau 16 ngày mất tích do đuối nước và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Thông tin do Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp.
thiếu nữ trú tại huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó vào khoảng 15 giờ 5 phút ngày 2 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được yêu cầu cứu nạn cứu hộ thiếu nữ bị đuối nước trên sông Serepok thuộc thôn 5, xã Hỏa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột. Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 120 lượt cán bộ chiến sĩ cùng 20 lượt xe chuyên dụng, 20 lượt xuồng hơi và các trang thiết bị đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, thời điểm này, công tác cứu nạn cứu hộ gặp không ít khó khăn do nơi xảy ra đuối nước có địa hình hiểm trở. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, nhiều hồ đập xả tràn, lượng nước đổ về nhiều, nước chảy xiết. Sau hơn 16 ngày mất tích, người dân đã phát hiện thi thể nạn nhân nổi cách hiện trường khá xa và trình báo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk vớt lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thế Tuấn, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Võ Trọng Huy, trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả, các thẻ ngân hàng, thẻ SIM 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu. Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm nay, Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy làm chân rết đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi sử dụng chứng minh nhân dân giả, lập được tài khoản mạo danh ở các ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho các đối tượng khác với giá từ 1 triệu đồng cho đến 1,5 triệu đồng. Với phương thức thủ đoạn này, hai đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện được nhiều phi vụ chót lọt, thu lợi với số tiền lớn. Sau khi mua tài khoản mạo danh từ các chân rết, các đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn hách vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra mở rộng. Mua sản phẩm trị nám, chăm sóc sắc đẹp, hàng nghìn người, chủ yếu là phụ nữ, đã trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo. Thủ đoạn của chúng là núp bóng công ty kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, có mạng lưới tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, để rồi tổ chức lừa đảo trên quy mô toàn quốc. Nhiều nạn nhân đã bị lừa mất hàng trăm triệu đồng. Người phụ nữ này làm nghề chạy xe ôm tại Thái Bình. Trong một lần lên mạng, chị vào trang YouTube kênh Bà Nhàn Trị Nám, thấy quảng cáo sản phẩm trị nám hiệu quả. Chị đặt mua một gói sản phẩm với giá hơn 2 triệu đồng, với cam kết sau 2 tuần khỏi nám. Tiếp đó, chị được mời tham gia gói bảo hành 10 năm. Theo giới thiệu, sau 2 năm sử dụng, chị bán gói sản phẩm vừa mua sẽ được lãi 290 triệu đồng. Nhóm đối tượng đóng nhiều vai. Người nói chị nộp tiền kích hoạt gói bảo hành, tiền mở thẻ, tiền đặt cọc, tiền thuế. Chị đóng tổng cộng 94 triệu đồng. Cứ lấy tiền của tôi, những người thì hai chột một bên bộ phận là một số tiền khác nhau. Truyền hình như vậy thì ai dám lừa đảo mình nữa thì cứ nghĩ vậy là tôi đóng tiền thôi. Thì họ cứ bảo là lần này đây là con xong rồi, lần này đây là con xong rồi, xong hết rồi là con nhận được quyền nợ trong 24 tiếng. Nhóm đối tượng đã lập hơn 120 chi nhánh trong cả nước. Dưới dạng công ty lấy tên Visa Group, mỗi chi nhánh 7 đến 10 nhân viên. Các nhân viên tìm kiếm khách hàng và ai mua sản phẩm trị nám sẽ được thông tin rằng họ được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Với gói bảo hành này, mỗi tháng khách hàng sẽ được trung tâm Cô Nhàn gửi miễn phí một bộ sản phẩm điều trị nám tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng. Bị hại chỉ cần sử dụng 2 đến 3 năm là khỏi bệnh. Số thuốc miễn phí còn lại của các năm, trung tâm Cô Nhàn sẽ giúp bị hại bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100 triệu đồng đến 290 triệu đồng. Số tiền này bị hại sẽ được hưởng. Rất nhiều nạn nhân chỉ vì tin vào những lời mời chào này mà đã mất hàng trăm triệu đồng. Tính từ tháng 1 năm 2023 đến nay, theo trích xuất từ máy tính của các đối tượng, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt 380 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước. Tham gia vào đây và được là cái gói sản phẩm như thế này với cái số tiền lớn như thế này và bỏ một cái khoản phí ra bằng này nhỏ hơn với cái phí mà đã cái số tiền bị được hưởng, thế nên là bị hại là tin tưởng. Tôi là phó tổng giám đốc chuyên phụ trách mạng sale của cộng đồng thương mại điện tử VIA Group, chuyên bán sản phẩm sắc ngọc đan. Trong quá trình tư vấn khách hàng, khi khách hàng dùng không hiệu quả và không muốn mua tiếp thì các bạn nhân viên sale sẽ bắt đầu tư vấn sang gói bảo hành 10 năm.
để tư vấn gói bảo hành 10 năm thì các bạn sẽ phải đóng giả các vị trí như nhân viên ngân hàng, nhân viên y tế, nhân viên bảo hiểm để yêu cầu khách hàng đóng các khoản tiền từ 3 đến 5 triệu. Khách hàng dùng khoảng 2 đến 3 năm là sẽ khỏi, số sản phẩm miễn phí còn lại sẽ được hứa hẹn bán cho khách hàng khác và trả lại số tiền đó cho khách hàng với trị giá từ 100 đến 300 triệu đồng. Khi khách hàng không còn khả năng đóng tiền nữa thì các bạn nhân viên sẽ không liên hệ và tư vấn với khách. Liên quan đến ổ nhóm tội phạm này, đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo đến người dân, đặc biệt là các chị em phụ nữ, cần cảnh giác trước các lời quảng cáo, lời mời chào thông qua mạng xã hội. Tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Thị, thôn 5, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng này cao 1m62 và có sẹo chấm cách 2cm trên đuôi lông mày trái. Còn liên quan đến tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Lê Hạnh Minh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại 19/67/5 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại số 26/92 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.